Vâng ạ, xin chào bác đã trở lại với trang ký của kiến xưa. Trước tiên, rất cảm ơn bác luôn quan tâm và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em, nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên kênh, hệ thống sẽ gửi tin nhắn rất nhanh. Tránh mất thời gian em vào phiên ngày hôm nay, tiếp tục về một kiến đó là bu lê đoàn gánh của Đức Quốc xã xưa. Con này size 52, bọc vàng của Đức Quốc xã xưa thập kỷ 1950-1960, hàng chuẩn A1 sản xuất tại Đức nhé, Đức xưa. Chứ còn ngày nay rất nhiều đối tượng xấu hay bán là sản xuất tại nước thứ hai thứ ba Nhật và một số nước châu Á, là những đối tượng đấy là giả danh cái trang ký của cái sở của em bán hàng của Nhật, và nguy hiểm hơn là bán hàng của một số tàu amateur đấy. Bác hết sức tỉnh các tàu nhá, bu lê đoàn gánh nước quốc xã, mỗi phần kính có phần ngoái cổ, lắc cổ, ngoái đầu, lắc đầu để luôn minh chứng rằng đeo kính lúc trước mặt không bao giờ nghiêng xô lệch rơi. Của một số bác lớn tuổi, bu lê đoàn gánh Đức Quốc xã xưa size 52 bọc vàng. Bác nào Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua địa chỉ em xem kính cổ là cổ xưa. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện ô tô ngoài tàu hỏa, phương tiện thì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví của bên đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Và minh chứng là địa chỉ nhà kênh kính cổ kính xưa duy nhất ngõ 390 Trinh Đống Đa Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo trụ sở chính, ngoài ra không có chi nhánh. Em nói ngay đầu rồi là có rất nhiều đối tượng xấu giả danh tranh kính cổ kính xưa bán ở Hà Nội cũng như một số tỉnh miền Nam, bán hàng nước của Nhật và một số nước châu Á, nguy hiểm hơn là bán hàng tàu amateur Trung Quốc. Thì các bác hết sức, vì đối tượng hay lên lô vài cái, vài chục cái thì trong đó cũng trà trộn vào bu lê đoàn gánh nhé. Ở cầu giữa thì nó có cái biểu tượng logo và chữ M, biểu tượng logo của hãng từ ngày xưa đấy, rất rõ ràng. Càng phải số 135, chuỗi vàng nguyên zin nhé. Càng trái là Bure Priver 135. Về giá cả đi, rất êm ái, 6.900.000 hay gọi là 6.900k bu lê đoàn gánh Đức Quốc xã xưa, hàng chuẩn A1 sản xuất năm thứ nhất, 6.900.000 hay gọi là 6.900k bu lê đoàn gánh nhé. Những cái dòng em đi lướt qua thôi, vì trong suốt là 7 năm em triển khai trên kênh YouTube, đặc biệt là bán tại nhà, cũng như ngoài được trường trinh là hơn 20 năm đã khẳng định cái chi thương hiệu rồi, thì cũng không phải cần thiết phải trình bày nhiều dài dòng. Về hình thức mua bán, thời gian bán hàng đều ghi bên dưới video, thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ Tết. Với điều kiện bác có điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi gửi hàng và giao lưu đồ cổ xưa, và đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và nhà thân. Các bác nhớ điện thoại trước và em sẽ minh tiếp đoán từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh Đống Đa Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu cố vấn sử dụng điện ngày đêm, đó là giá trị cực lớn. Và khi mua những số đồ cổ xưa lâu năm thực uy tín hơn 20 năm, là số điện thoại cũng thế nhé, luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà muốn các bác nhận được ở số đồ cổ xưa lâu năm thương hiệu. Em khuyên cáo là mua bán mộc sở thị tại nhà có làm sao mà đánh bạc được, vì ngày nay rất nhiều đồ xấu hay bán qua cái trang mạng xã hội, trang mạng tử là giấu địa chỉ đấy, mà rất lưu manh là sử dụng những sim số khuyến mại sim rác đấy, đã giấu địa chỉ rồi nó còn sử dụng sim khuyến mại sim rác như là ban 2, ban 6, ban 8, ban 9, tứ quý 5, rất nhiều em bị dính. Bán trên trang mạng xã hội là không công khai chỉ, mua bán thì hẹn chung chung, hẹn nửa đường, hẹn trên tòa nhà, trên chung cư, rồi hẹn ở nơi công cộng cộng đồng như xung quanh Hồ Thiền Quang, xung quanh Hồ Văn Quán Hà Đông, rất nhiều em bị dính. Rồi nếu nó thuê những con gái bán coi như là mặc quần áo 2 giây hở ngực trễ ngực, coi như là không địa chỉ, hẹn đơn toàn nơi công cộng, thế là rất nhiều bác đã bị dính về chiêu thức thế. Thứ ba là chúng nó hay sử dụng cái chiêu thức là sim số đẹp đấy, em vừa nói đấy, sim số đẹp đấy. Rồi nó bảo anh ở đâu mang qua xem, anh mua thôi. Rất nhiều bác đã bị dính về chiêu thức như thế. Thì em chỉ khuyến cáo là mua bán bất kỳ cái đồ cổ xưa, ký cổ xưa nên mua người con trai là tốt nhất, vì ở đó người ta am hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu hơn. Mua một món đồ mình hiểu được nhóm món đồ đấy. Chứ còn nếu mà mua đứa con gái bây giờ nó thuê bán thì bây giờ nó chỉ biết đưa ra bán, nó bảo cái này là cổ, cái này là xưa, nó không biết chính xác món đồ sản xuất thập niên bao nhiêu đâu, của nước nào đâu đấy. Chính vì thế em đã cảnh báo rất bác nhiều rồi là chúng nó hay bán sản xuất của Nhật và một số nước châu Á, và nguy hiểm hơn là bán hàng tàu amateur Trung Quốc trà trộn vào, lên lô kính vài cái, vài chục cái
Đó. Và những kênh nó triển khai mới triển khai một thời gian ngắn thôi lên rất nhanh, thì vù vù một năm nó 10.000 người, năm rưỡi nó 16.000 người, 12 năm nó hơn 20.000 người, rồi xong thời gian lại rượu mới bình cũ. Đấy là cái chiêu thức của những cái bọn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bọc vàng thì sáng ánh gương, mà hàng giả hàng nhái thì trông như một cái nước chè vàng để 2-3 ngày. Và những đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì hay giấu địa chỉ. Đấy là cái kinh nghiệm thôi, những năm tháng bôn ba nước ngoài. Vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm thôi, em cũng không lớp trả lời bởi vì em học hỏi các bác rất là nhiều. Những năm tháng đi mua bán công tác nước ngoài thì em luôn luôn chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm thì mới là ok được, chứ còn những cái địa chỉ mới tanh toanh thì không bao giờ mua đâu, để khẳng định luôn đó nhá. Dù cho dù nó có rẻ hơn thì cũng không nên mua, bởi vì nó có đảm bảo đến pháp nhân pháp lý đâu. Bởi bác các bác biết nhá, kênh của em triển khai hơn 7 năm trên YouTube, lại mình có hơn 2.000 đăng ký kênh. Trong cái đó một kênh nó triển khai thời gian rất ngắn thôi mà lên vù thì hết sức xem lại nhá, câu like câu view đấy. Vâng, rất cảm ơn bác xem video của em. Xin chào, hẹn gặp lại phía sau.